Rồi ok, chào các bạn. Hôm nay chúng ta còn nhánh bài tiếp ha. Mình xui quá. Nó nhường mình đi trước à. Không biết là bữa nay là bộ nào đây ta. Tại chưa lên sao nên chắc cũng mấy bộ cũ thôi. Nói chung là bữa giờ chắc các bạn cũng ngán xem mình coi tại toàn mấy bộ cũ còn mà mình cũng chưa có lấy được con nào mới ra. Tại thật sự đây là cái bộ bài mà nó theo mình thì nó đã là tối ưu rồi các bạn. Mình tự tính nó đổi qua sử dụng bộ lửa mà tại thấy mấy con lửa yếu quá, hai con summon đều có 2.100 rồi mà thêm kiếm lửa thêm mấy con rùa vô nó có 1.400 rồi, thấy quýnh cũng không hấp dẫn lắm. Thành ra mình quyết định là xài tiếp bộ này. Rồi bộ quỷ rồi các bạn. Lợi hại. Rồi ok, gọi con khác ra tiếp. Rồi cho em xin nhẹ 500 máu nhá. Con này cũng là loại quỷ mà. Rồi nó không úp con nào xuống là nó dở rồi. Ok. Nói chung bộ này chơi nhanh. Nó ra cái hộp tiên là mình mệt lắm. Hoặc là nó ra cái con summon gì nhỉ? Triệu hồi sư á, đúng rồi, con nó ra con triệu hồi sư là mình cũng mệt đó nha. Gọi con này sống dậy luôn. Rồi, nó bắn mình thì nó mất máu thôi. Và đơn giản một điều nữa là mình lời, tại mình mất 450 máu rồi nó mất 500. Chưa kể mình có lá này mỗi lượt mình cộng 500 máu rồi mình đâu có sợ. Ra kiểu này hơi bị hay đấy. Con này hãy đá thì nó không bị trừ điểm. Nói chung là mình phải bỏ mấy con tiên ra để đối phó với cái bộ bài này các bạn ạ. Dù mấy con tiên vô với bộ bài này nó yếu đi. Thành ra là mình phải bỏ hết mấy con tiên ra chứ thực sự bài tiên giờ mình nhiều lắm. Rồi ok đi. Nói chung là ra được mấy lá phù hợp ngay từ đầu thì cũng sướng cho mình. Mình tại đang thấy công thì không xài mấy con này làm gì cả. Ra được con tàu này cũng kinh đấy. Rồi cho em xin nhẹ 500 máu nữa nha anh trai. Nó bắn mình nó được 400, mình được tới tận lấy của nó 500. Sân này cái con này nhìn nó là tàu ma nhưng mà nó lại tính là hệ chiến binh nha các bạn. Thành ra là nó lại không được cộng điểm. Nó lại bèo hơn mình. Ê trời ơi. Rồi thôi chú em xui rồi. Cho con này đánh phá đi. Nói chung là lần này anh ra bài xui rồi các bạn. Chắc toàn mấy con summon ở đây không. Với lại không có ra được cái thẻ bài phép trap nào cả nè. Nó không chơi được mình. Cái bộ quỷ này nguy hiểm nhất trong các bộ luôn á. Bộ 3 sao thì chứ cũng không nguy hiểm lắm đâu. Tại bộ đó chỉ cần có con Shinzo ra thôi là khóa mấy cái lá trap là mình ăn à. Còn bộ quỷ này là nó có cái con triệu hồi sư là lợi hại. Nói chung là trong ba bộ trong ở cái mức 7 sao này nó có ba bộ là bộ máy móc, bộ quỷ và bộ 3 sao thì bộ này là bộ mạnh nhất nè. Cái bộ 3 sao chẳng qua nó hơi lắc léo một tí thôi chứ nó cũng không nguy hiểm lắm đâu. Ồ nó bỏ hai con summon luôn rồi. Mình thủ trước cái đã các bạn, không dám hồi sinh mấy con đó lên đâu, mình sợ lắm. Nó giật bài lại mình. Ok cho nó giật con đó, mình bỏ luôn con này. Con này hồi sinh tốn máu các bạn ạ. Rồi ok. Con cánh cục này không hồi sinh làm gì. Nó không úp xuống được thì nó không có giá trị các bạn ạ. No. Rồi ok, lật lên chơi.
nó chưa úp được bài phép xuống thì không có vấn đề gì cả. Rồi, này thì em bé mặt trăng đỏ này 300 máu nha. Ba giá này vô vui quá. Nó mình giật bài nó giật bài mình. Rồi nó chắc nó gọi lên được hai con. À rồi ok không sao. Từ từ tới phút cuối hẳn xài lá hồi sinh các bạn. Lật lên một phát là thắng luôn, không cho nó phản công. Chứ nó phản công mình cũng mệt lắm. Oh, cái này hay, hảo hán. No. 2 điểm thì cũng không nhiều lắm mà thôi cũng được. Rồi ok. Nó trừ của mình 500, mỗi lượt này mà lượt này mình mất 1000. Nó mất 500. Lần này mình lỗ các bạn ạ. Nhưng mà không sao, mình loại được con của nó không cho nó đè summon là mình ngon rồi. Sợ hồi nó đè summon mình mệt đó. Cũng may là nãy nó bỏ hai con summon ra đó nha các bạn, không là mình cũng đuối đó. No. Ồ, qua con này ra. Ơ, qua con này ra mà dám dở lên luôn hả ta? Ôi trời ơi, nữa à. Khoan đã, nghi lắm. Thủ đã. Không nên vội vàng các bạn. Chắc chắn phải có âm mưu nào đó. Rồi ok. Nó. À, đã bắt đầu nó dở phép rồi đó nha. Này là nó trap gì mình không biết nha. Phải ráng lấy được con Jinzo ra. Ồ, lá này. Rồi đâu để bắn thử coi. Khả năng cao là con 2000 mình nghi lắm. Rồi thôi kệ, bắn phát cho nó vui đi. Rồi không sao cả, cho nó 900 mình không sợ. Nó đang đợi để nó gọi summon ra thôi. À rồi ok, nó chơi mình. Nó chơi mình. Hai trường hợp này đều dở lên thì cũng mất, thôi bỏ đi. Tại dở lên không, last spell thì dở lên được, tại xài xong mất. Còn cái này là lá trap thì phải để. À rồi ok, hay. Có vẻ như tới lúc chúng ta phản công được chót rồi các bạn. Rồi kết thúc nhanh coi dáng này coi được không nhé. Nó dở lên. Quăng lá này ra. Gọi con. Ồ, nó không cho, nó không cho hồi sinh con triệu hồi sư luôn nha các bạn. Con đó bộ là cũng lợi hại đấy. Rồi thì gọi con này. Nó. À, con này thủ hơi kém nha, đúng là 5 sao. Vô là mạnh được cái công thôi mà cũng không phải là mạnh lắm đâu. Có con chiến binh 2001 mà mỗi lần quýnh là nó giảm điểm là cũng xài được rồi. Ok, 2500. Rồi úp xuống hù mình thôi. Rồi 1000 điểm nữa. Rồi ok, dáng này là mình chọn đúng thời cơ cho nên là có thể kết thúc nhanh luôn. Nó vô là nhiều cái tráp nó úp xuống nó khè chứ nó không hẳn là nó xài được đâu. Nói chung là đôi khi các bạn phải quyết đoán, với lại các bạn phải có đủ can đảm để chơi. Chứ các bạn thấy nó úp xuống rồi các bạn sợ, nhiều khi chúng ta bỏ qua cơ hội tốt một hồi nó summon ra được là mình mệt. Với lại dùng cái lá hồi sinh là dùng đúng lúc. À con này có rồi, cái này có rồi. Ê, được lá sân mới các bạn. Cái này là sân này chuyên dùng cho khủng long, zombie và mấy con hệ đá. À, cái sân này hay, cái sân này hay.
Tại giờ mình còn mấy con hệ đá của mình nhiều lắm. Rồi ok, clip này ngưng ở đây được rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ha. Mình là Lâm Anh Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.